Trước khi bắt đầu video thì mình xin quảng cáo một cái kênh của em mình. Đó, thì kênh này em mình lập ra là để chơi những cái game dành cho con nít. Thì ở đây có tên là Bé Su Channel. Thì mình sẽ để cái link channel này ở dưới phần mô tả và dưới phần comment luôn. Thì mong là các bạn, nếu các bạn thích, hoặc là nhà các bạn có em này nọ, em trai em gái mà thích coi những cái game mà về trẻ em đồ á, làm bánh rồi tùm lum hết á, thì các bạn hãy coi như là đăng ký channel này, coi như là ủng hộ em mình nha. Thì em mình nó cũng muốn làm YouTube đó, và nó thấy mình làm nó cũng rất là thích, và nó đã lập ra một cái kênh này. Thì nó chỉ việc quay thôi, còn cái phần edit á là mình phải edit cho nó nữa, rất là mệt thôi các bạn. Mình phải edit là nói chung là vừa video của mình mà vừa video cho nó nữa. Thì hôm qua nó có vừa đăng lên một cái là Bé Su tập làm bánh hamburger nè. Thì mình mong là các bạn hãy vào coi rồi đăng ký. Còn nếu các bạn thích video thì like cho mình. Đó, thì chỉ cần như vậy thôi là các bạn đã giúp em mình rồi, cũng như là đã giúp mình. Đó, mình đang rất là vui khi mà em mình nó cũng thích làm những cái này đó. Đó, giờ bạn chỉ cần lướt vào đây, đăng ký một cái, rồi nhấn vào cái chuông. Thì ở đây mình đã đăng ký rồi nha, cho nên là không có cần phải gì hết. Và các bạn hãy nhấn lướt vào cái chuông này nọ rồi chứ dễ. Ở đây là cái gì đây? Đó, ở đây thì mình đã đăng ký rồi. Và hiện tại là đang ở trong cái kênh này nên không có thể được, nhưng mà mình đã đang đăng ký kênh này rồi. Và mong là các bạn hãy ủng hộ em mình nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn Pharma Copy, mình là Slenderman đây. Ok, video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là những cái cách mà để có thể chơi được trong sinh tồn. Thì nói chung là mình chỉ cho các bạn những cái cách này để giúp các bạn chơi tốt hơn ở trong sinh tồn thôi. Thì những bạn nào đã biết rồi á thì cũng xin là đừng có comment. Thì nếu mà các bạn muốn comment thì hãy comment lịch sự như bạn. Còn nếu mà cái comment mấy kiểu mà tao biết rồi nè, bla bla bla, thì mình cũng, nó thật sự mình cũng không có block mấy bạn đâu. Chưa bao giờ mình block một người nào cả. Thì cho nên là mong là các bạn comment lịch sự, hoặc là nếu thích thì hãy like cho mình. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái điều mà các bạn nên biết khi chơi sinh tồn nha các bạn. Khi chơi sinh tồn, các bạn làm muốn làm một cái nông trại, nhưng các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi khi cái việc mà phải cho mấy con này ăn. Thì khi mà các bạn cho nó ăn, nếu thí dụ cái này á thì là một cái chuồng nhỏ, nhưng nếu cái chuồng bự lên thì các bạn phải làm một cái cửa để có thể đi vào. Nhưng ở đây á, mình khuyên các bạn đừng làm cửa, vì khi các bạn mở cửa ra thì chúng nó sẽ chạy ra ngoài toán loạn hết. Và tất nhiên là các bạn nên làm theo cách của mình, đó là xây một cái hàng rào bằng gỗ bình thường, và kèm một cái hàng rào mà gọi là bằng nether rock các bạn. Đó, ở không phải, cái này là gỗ dưới nether, á thì các bạn hãy lấy ra và các bạn có thể đi vào một cách dễ dàng. Nhưng chỉ có một mình các bạn được đi vào thôi, đi vào và đi ra, còn những cái con bò và con cừu sẽ không làm được. Đây, mình sẽ cho bạn xem. Đây đó, mình sẽ lấy cái này mình dụ nó, không, tụi nó không thể nào đi ra được. Và tất nhiên các bạn có thể đi ra vào thoải mái mà không phải cần cái cửa của cái hàng rào đó, rất là dễ. Và khi sinh tồn các bạn rất là thoải mái cho tụi nó ăn. Đó, giờ mình cho hai con bò này ăn nè. Rồi, rứt đi, quất nhau đi, đấy, ra một đứa con. Đó, các bạn thấy chưa? Thì cách này rất là đơn giản. Ồ, đằng kia có gì kìa. Rồi, đó, các bạn thấy chưa? Ok, và bây giờ thì đó, mình chỉ cho các bạn những cái việc cách sinh tồn này nọ dễ dàng hơn nha các bạn. Nếu khi các bạn đang sinh tồn mà các bạn vô tình gặp những cái con chẳng hạn như là Silver Fish và cái con Enderman, thì các bạn hãy làm theo cách này của mình để có thể tiêu diệt tụi nó dễ dàng hơn. Vì các bạn sử dụng kiếm mà đánh tụi nó thì rất khó, tại vì tụi nó rất là nhỏ. Thì ở đây mình sẽ có một cách rất là dễ. Ở đây thì mình sẽ thử tạo ra mấy con cá bạc đi. Thì ở đây các bạn nên đốt lửa. Đó, mình khuyên các bạn nên đốt lửa và chạy thật là nhanh. Đó, thì tụi nó sẽ bị cháy. Vì khi các bạn nên đốt ở cái đường mà tụi nó đuổi theo các bạn á. Ok, mình sẽ xuống nước. Rồi các bạn sẽ thấy là tụi nó đã chết queo hết rồi. Đó, xì khói hết rồi. Ok, đó phải không? Thì khi nếu mà các bạn nào gặp mà cái cổng đèn á thì thường thường sẽ xuất hiện ra những con cá bạc nè. Đó, thì đây mình thử với con Enderman nha. Thì tụi nó cũng vậy thôi, các bạn đốt lửa lên. Khi tụi nó dí theo mình á thì tụi nó sẽ bị cháy, nhưng mà các bạn nên tránh xa nó ra, nó sẽ lây lan cháy các bạn luôn á, nó làm cho bạn cháy luôn. Đó bạn không, nó sẽ bị cháy mà mình đâu cần phải đánh gì đâu, mình chỉ cần no. Đó, thì các bạn đã thấy cái cách nào sinh tồn nó dễ dàng hơn không? Các bạn đâu có cần phải cầm kiếm, vì các bạn cầm kiếm đánh nó thì mình cảm thấy là rất là khó khăn. Ok, và bây giờ thì sẽ đến với cái điều tiếp theo. Thì không biết là khi coi video này xong á, thì nếu các bạn thích điều nào á thì hãy comment ở dưới cho mình nha. Nếu các bạn muốn đi săn vào ban đêm trong khi sinh tồn, mà nếu vô tình các bạn gặp một con vợ nó đang đuổi theo các bạn, thì các bạn hãy cắm đuốc nhiều lên.
thì khi nó đuổi theo các bạn á, các bạn cứ cắm đuốc nhiều lên và tất nhiên nó sẽ không đuổi các bạn nữa. Đó đó, thì cứ cắm đuốc rồi chạy chạy ripper no đó, thì nó sẽ không còn giết các bạn nữa. Đây mình sẽ thử là một lần nữa đánh nó, để mình đánh nó. Mày ủa mày nè, giết hả mày. Đó thì các bạn cứ cắm đuốc nhiều lên rồi nó sẽ bỏ qua các bạn thôi, nó sẽ không có đuổi theo nữa đâu. Đó phải không, bỏ qua các bạn rất là đơn giản. Thì đây giúp các bạn sinh tồn dễ dàng hơn thôi. Trong sinh tồn, nếu các bạn muốn leo qua một bức tường nào đó mà không có cái cầu thang để leo qua thì mình sẽ có một cách giúp cho các bạn, đó là sử dụng cánh cửa này. Thì ở đây á, chúng ta sẽ đứng cỡ nửa cánh cửa thôi và đóng lại, sau đó nhảy lên. Đó bạn thấy không, hay mình làm được thấy không, chỉ cần đứng một nửa thôi, đóng cánh cửa lại, sau đó các bạn nhảy lên là được à, rất là đơn giản. Ok, thì cái này phải gọi là tập luyện tí mới chơi đó. Ok, các bạn thấy như thế nào, rất là dễ dàng đúng không? Thì nhờ cánh cửa này mà chúng ta chỉ cần leo lên tường một cách dễ dàng, không cần phải có cái cầu thang gì cả. Rồi, đó, rất là tuyệt vời, điều này rất là thích rồi. Đó, thì sau khi mà các bạn coi xong những cái điều trong đây á, thì các bạn thấy điều nào tiện lợi trong sinh tồn giúp cho các bạn được thì hãy comment ở dưới cho mình nha. Và mong là video mình sẽ được 2000 like nha các bạn. Rồi đó, các bạn thấy như thế nào? Trong sinh tồn các bạn đã ngán ngẩm với cái việc mà bắn cung nửa chừng mà nó đã hết tên rồi, hết mũi tên á, thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một cách là làm một cái cung vô hạn, gọi là cái cung hack các bạn. Thì đầu tiên là các bạn hãy tìm cho mình một cái quyển sách Infinity. Đó, Infinity là các bạn sẽ làm được cái cung vô hạn thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ép vào. Rồi, mình sẽ đặt là cung H. Rồi đó. Rồi mình đã có một cái cung H và Infinity 1. Và ở đây mình chỉ có duy nhất một cái mũi tên thôi nha các bạn. Và mình sẽ đặt ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn mình bắn nè. Mũi tên của mình sẽ không mắc, nhưng cái độ bền của cái cung thì tất nhiên là sẽ bị giảm rồi. Đó. Thì cái độ bền cái cung bị giảm thì đơn giản quá rồi, các bạn chỉ cần tìm một cái cung mới, sau đó các bạn ép chung với cái cung này là nó sẽ ra một cái cung mới nguyên các bạn thôi, không có gì cả. Đó các bạn không, giờ một cái cung của mình là coi như là hết rồi, bắn đâu có mắc mũi tên đâu. Đây các bạn nhìn nè, đó các bạn không, giờ là cái cung này là bắn thoải mái, không có mà phải sợ gì hết các bạn à. Đó, ok. Thì nãy giờ mình đã chỉ cho các bạn những cái điều mà giúp các bạn sinh tồn dễ dàng hơn rồi. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại một like, một đăng ký cho mình. Rồi, thì bạn nào thích nào cái điều nào ở trong những cái điều này thì hãy comment ở dưới. Và các bạn đã từng biết những điều nào thì hãy comment dưới luôn. Và mình mong là video này sẽ được 2000 like. Và mong là các bạn hãy ủng hộ cái kênh của người em của mình nha các bạn. Ủng hộ cái kênh mà em mình chơi game cho em á. Thì mong là các bạn hãy ủng hộ kênh em mình nha các bạn. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.